Chào các bạn đến với chương trình vlog xe của Duy Nguyễn. Thì hồi nãy nói chuyện mặt trắng, tự nhiên mặt đen nó về. Má hai con đi cài lắm bạn. Rồi xong rồi thì giờ chia sẻ luôn mặt đen. Con mặt đen này nó có một cái post trước Tết nha các bạn. Cái post trước Tết vào một cái buổi chiều đẹp trời khoảng 7-8 giờ tối đó. Tự nhiên trên group xe nó post hình đụng cái xe ghim chúa bị banh nữa rồi nè. Tôi cũng biết luôn nữa, hết hồn. Xong một đống nhỏ gái vô, anh ơi anh có sao không, anh có bị gì không, anh đừng buồn nha, anh ABC đừng mất, không hiểu gì đâu, mình không hiểu gì hết. Xong hỏi ủa chuyện gì vậy em, cái đó chia sẻ tấm hình ồ xe anh Duy bị tai nạn trên đan xương nó nữa hả mà nói thiệt với bạn, y chang cái lỗi xe trắng luôn, y chang không khác cái gì hết. Nhưng mà con xe trắng á thì là xe khách quốc nó, còn cái con này á là container quốc nó, y chang luôn. Nhưng mà khác nhau một cái, khác nhau xe trắng á, tôi bị đụng trong lúc tôi có bảo hiểm, còn con xe này bữa đó tôi quê rồi không mua nữa. Cái bữa mà bảo hiểm có cái vụ đó mà nhớ chưa, là bảo hiểm cái con này nè mà cà chớn nè, là tôi cancel không mua nữa, tôi quê không mua nữa đó. Nên cái con này nó bị đụng trong lúc không bảo hiểm, nhưng mà nó đi ra một kịch bản y chang nhau luôn, cũng cưa tiếp cũng vậy nữa, y chang luôn. Nhưng mà trong cái vụ đó tôi quê nhất là mấy ông nội, ví dụ như nói chung là cái bữa đó không phải là mình lái, đúng không? Nên mình không chia sẻ, nhưng mà mình chỉ nói bạn cái xe này nó chạy, nó bị đụng sau đít, đụng tới nữa mà container đụng nó, mà cái xe này đúng 100% luôn, cái xe kia cũng sai 100% luôn. Mà xong rồi lúc đó là container cũng ngay tại lúc đó cũng không có tiền đền, lúc đó là án này gì đó không biết nữa, trong ngoài hay gì đó chả nhớ. Bên kia là nghe là cũng chán là cái xe này gì ra ngoài quẹt 2-3 triệu gì đâu. Thôi tôi cũng miễn bàn vô đó luôn, không nói gì kệ ông, chứ giờ quan điểm của mình nó làm gì nó phải có cơ sở, đúng không? Phải đưa mẹt nó báo giá rồi mình làm việc trên báo giá đó. Còn nếu mà không mẹt thì phải một cái xe nào đó, một cái gara nào đó, đúng không? Nó được cái sự ủy quyền của mẹt, nó đủ chất lượng nó sửa cái này, nó báo giá ra, đúng không? Nó báo giá ra thì mình nó sửa. Em biết ông nguyên container không, đè lên biết có bị cong gầm không, móp bánh không, chuyện đó nó rất là phức tạp đó. Nên cũng nằm bãi nữa. Mà kỳ này nằm bãi container, nằm bãi bạn. Bây giờ tôi hỏi bạn container nằm bãi nhiêu tiền? Ủa, cái con xe mạc tôi nè 60.000 ngày, mạc trắng mạc đen tôi không biết luôn. Con này không lái nên Duy không biết, đúng không? 60.000 ngày nằm 2 tháng nhiêu rồi? Em biết xe tải container nằm bãi nhiêu ngày không em? Chắc mắc hơn này đúng không? Mắc hơn này mà nhân 2 tháng nó có tiền nằm bãi không phải cũng bồng bộn rồi đó. Nên trong cái quá trình mà để đàm phán mà cưa ra được cái giá tiền của con mạc này nó khổ hơn mạc trắng bạn. Tại vì cái ông mẹt trắng á, cái ông đụng mẹt trắng là cái ông cũng chạy xe nhiều rồi, không biết đụng vô con này là vậy thôi, ông làm ngay từ đầu rồi. Cái này nó nhạy cảm, hiểu không? Làm ngay từ đầu tức là người ta đi vô người ta đàm phán, người ta nhồi ngay từ đầu rồi, nó dễ. Còn ông kia thì có vẻ là ông không có hiểu lắm đó, nên ông đàm phán này rất là lâu, mà cái cảm giác như Tết nhất rồi Covid là lửa hồng dưa đợt vừa rồi đó, nên đàm phán còn rất là lâu đó. Nên cuối cùng cũng ra kịch bản cưa luôn, đúng không? Xong rồi giận xe này hôm nay nó cũng nằm ở gara nó sửa đó, nó sửa sẹt sẹt gì đó, mẹ sửa thì cũng giờ cũng xong rồi, tôi cũng biết nó sửa cái gì nữa. Nó thật sự con này mình không còn lái nữa nha các bạn, mình không còn lái nữa nên mình cũng không có quan tâm gì nó lắm. Cái này xe cài thôi, giờ con kia cũng cài, nói chung hai con xe tôi cài hết. Thật vừa rồi á là cái hội xe đăng lên tôi kêu nó gỡ xuống á, tôi nói thôi anh giờ anh Duy Nguyễn một tháng 500 tay, mấy em có kiếm đừng kiếm pháo trên người Duy Nguyễn nữa, đừng có kiếm farm nữa, khổ quá rồi. Nhưng mà thật sự ai biết là cũng biết cái biến này, con này nó bị đụng trên cầu Quảng Sương rồi đó. Xong rồi giờ nói chung là sửa và cũng là dẫn tới cái quả cưa bao nhiêu tiền thì tôi không tiện nói, nó nhạy cảm mà, hiểu không? Nhưng mà nó tóm lại á là hai cái con mẹt nó bị đụng y chang nhau lỗi, nhưng mà có cái hoàn cảnh khác nhau, một con có bảo hiểm một con không bảo hiểm, nhưng mà kết quả cuối cùng nó vẫn quy về một, khi bạn đúng là bảo hiểm không đền đó. Bảo hiểm đúng thì không đền, vì nếu bạn tự tin bạn ra đường mà chạy luôn đúng thì bạn không cần mua bảo hiểm, hiểu chưa? Bạn xuống bạn lôi đầu luôn ông đụng và ông đền đi, ông đền không đó, đúng không? Giờ nguyên tắc đó là sao? Bây giờ bà thấy không, những người ta có kinh nghiệm á, người ta chạy xe đó bởm trên cầu Sài Gòn có ông Porsche với ông ba gác quất vô Porsche, cái đùng phát một ba gác tính bỏ chạy, Porsche phóng xuống hai thằng phóng xuống chụp đầu lôi đầu lại giữ lại bông an núm luôn không cho chạy. Đồ này chứng tỏ là Porsche này có kinh nghiệm giang hồ, hiểu không? Nên á ra đường á thì thật sự taxi thì là dễ, taxi vô va vô mình cái 1 triệu 2 triệu rồi thôi, chứ còn mấy con này thì nhiều khi mình khuyên bằng thật, cuộc đời không ai muốn làm khó ai hết á,
người ta cũng đi, sống trên đời này, người ta đi làm, người ta kiếm tiền chứ không phải người ta kiếm chuyện. Nên bạn gặp mấy con mà hãng của Đức á, bạn né ra giùm cái, bạn chạy chậm mà tấp tấp ra, đúng không? Tự nhiên đang chạy xuống đích nó, nhìn nhỏ kia mặt váy ngắn quá, đụng cái bum phát một rồi xong luôn. Rồi xong luôn, đụng nhỏ đó chưa kịp sướng phát nào, đụng nhỏ này mới mệt nè. Nên tóm lại, chạy xe ngoài đường phải tỉnh táo, mà muốn tỉnh táo thì phải mua súp BBT uống, wow, đó để tăng độ tập trung này nọ kia. Chứ mà nó chỉ cần một phút mà các bạn mất tập trung thôi, các bạn sẽ gặp nguy hiểm. Mà các bạn gặp nguy hiểm thì bạn xử lý cái nguy hiểm đó nó phiền lắm bạn ơi. Cuộc đời nó thiệt chứ bạn chán nhất trên đời, một đi bệnh viện, hai là đi vô mấy cái đồn công an á. Mà Di làm ví dụ nhà cửa cũng vô hành chánh hoài cũng mệt lắm bạn. Nên thật sự chia sẻ với bạn vậy đó, hiểu không? Còn bảo hiểm mà thích thì cũng không thích thôi. Nhưng mà cái kinh nghiệm xử lý bảo hiểm á và cái kinh nghiệm mà xử lý tai nạn đó thì Di đây là quá thấm thiết cuộc đời. Di đây quá thấm thiết cuộc đời rồi. Nó tóm lại câu vậy, sống đời tình nghĩa quan trọng mà, hiểu không? Bây giờ lỡ mà tai nạn mà có xảy ra đó thì hai bên ngồi lại với nhau, không? Uống ly trà, ăn cái bánh để cho mình đàm phán cho nó nhỏ, cho nó gọn, đừng dính tới công an mệt lắm. Nhưng mà buổi đàm phán không xong thì phải dính tới công an thôi. Ví dụ giờ mày đụng tao quẹt à, nhân chơi, ví dụ là Đạt mày biết chắc đụng mẹ hả? Thôi giờ mày đưa 50 triệu im mẹ cho xong. Vậy là khôn, đúng không? Đúng không? Thôi giờ thôi anh Di ơi, em lỡ rồi, em cũng em fan anh mà anh thích quá nhìn đụng đít anh thôi. Bây giờ em có 50 triệu kêu vợ bắn tiền qua anh làm liền đi anh, cảm ơn anh nha. Wow. Đỡ. Đâu dính về công an nhiều khi tốn hơn 50 triệu nữa cái nhất. Rồi cái thứ hai nữa đó, nhiều khi còn vấn đề pháp lý rồi này nọ, ABC nó diễn ra phía sau nữa, nó rất là phiền phức nha các bạn. Nên hôm nay chia sẻ với bạn tiếp là clip mà mình có mẹt đen với mẹt trắng, hai con cùng chung số phận luôn. Hai con cùng chung một số phận. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi video. Các bạn có thắc mắc gì comment bên dưới, tôi biết gì tôi trả lời cái đó, còn không biết thì thôi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng BBT quận 12. Trời ơi cái gì vậy? Đèn. Đèn như vậy đó hả mày? Rồi đúng rồi. Hay thì mua súp đi ba. Like xe là đương nhiên rồi. Coi chùa hoài.